Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất diệu màu. Trong ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghe diệu màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ quyển 7. Khi ấy có loài phi cầm tên là Vị Tằng Hữu Kiến, hành nó chẳng tán loạn. Nó liền nói kệ tụng: ý tham sân si luôn là bạn tội, là giống địa ngục. Tâm tham sân si làm người tạo tội đọa xuống tam đồ. Sau đó mới biết độc tham sân si luôn luôn đáng sợ, người trí chế phục khiến chẳng tán loạn. Tham si nếu quá, uống rượu nói dối, sát sinh trộm cắp, không tin nhân quả, ý sân nghiệp ác lại chẳng đề phòng, không sinh lên trời mà chìm nẻo ác, luôn hành ái dục, ái càng lớn mạnh, sai khiến hữu tình lùi biến mỏi mệt, không tạo điều lành, lại như màn mây che mắt trí tuệ. Đối với giới luật khuyết phạm rất nhiều, dù thân người cũng hạng thấp hèn, nếu ý tạo tội tối tâm vô biên, nếu ý hiểu biết như ngày sáng tỏ. Các pháp như vậy Phật đã tuyên nói, trời sinh tán loạn như say mê rượu, người ấy tán loạn như hành địa ngục, luân chuyển nhân gian đều bị hoại diệt. Quyết định như vậy sinh thật vô thường, tán loạn che lấp đọa biển cảnh giới, thành nhân gông cùng, trời nhiều đùa giỡn, mạng sống nếu hết dứt sạch xuống vui. Trời chẳng suy nghĩ, tâm sinh tán loạn, chuyển đổi căn lành, đắm sâu lạc cảnh, tâm do không đủ, trời người không biết, vì gốc khổ não lại chẳng giữ gìn. Trong khoảng chốc lát sát na không dừng, không bị ái hàng cảnh dục gián đoạn, chẳng hiểu trăm thứ, trời luôn thọ dụng, chìm đắm buông lung, bị dục hàng phục như lửa địa ngục, thiêu đốt hữu tình lại chẳng lựa chọn, lửa dục cũng vậy, thiêu đốt thiên chúng cũng không lựa chọn, lại như ngạ quỷ miệng tuôn ra lửa đốt thức ăn kia. Các loài bàn sinh đói khát cũng vậy, trời người tự tạo lửa dục như vậy, biến khắp thế gian thiêu đốt tất cả, hữu tình chẳng biết. Có loài phi cầm kia tên là Cụ Túc Đức, khéo hiểu sự tán loạn ấy, không thể thực hành, về sau đọa vào trời này. Nó kệ tụng: dứt hết nghiệp lành, thọ mạng sát na, chúng sinh đều phục, người được hơn hết, tất cả thiếu niên chốc lát mạng hết, tất cả giàu sang chốc lát hoại phá. Trời người không thường, giàu có không thường, sát na không trục, chớ làm loạn ý. Nên sớm tu hành, siêng tu lợi ích, giữ pháp luật nghi, lý nơi vắng lặng, lỗi lầm không sinh, sao trời không thấy. Nếu ý tán loạn, hành pháp không thường, qua rồi không lại, sướng vui cũng vậy. Bảo vệ giới căn, trời người sướng vui, các chúng sinh kia nếu không giới này, sao bị phiền não, thế nên giới hạnh phải luôn thực hành. Vui trong cao tột, giới ấy trong sạch, liền được quả lớn. Người ngu phá giới chẳng sinh lên trời, nếu trời hành dục, tán loạn mê độc với cảnh năm dục, thọ sướng vui đó, tâm chẳng suy nghĩ, tất cả không lâu, mạng bị phá hoại vô số trăm ngàn, na do tha trời, mê dục tán loạn, bị lửa năm dục tàn hại thiêu đốt. Tất cả tán loạn, người bị đắm say, sau đó vô thường, bị quả mới hiểu. Tâm chạy theo cảnh, rất cực, rất khổ, bị khổ, thấy mê, tâm đắm say cảnh, khổ não không biết, cứ liên tục sinh, sau đó hối hận, phiền não nghi hoặc, từ cảnh giới sinh, tâm ta không biết, hành hành luân hồi, nào biết luân hồi, lòng người theo đuổi, ngu mê lẫn nhau, xoay vần ba cõi, người trí chứng chân, thấy ở luân hồi, vô thường khổ không, khổ ấy chẳng có, nếu mê nữ sắc luôn bị nhiễm dục, sau đó không thấy cảnh giới chư thiên, hành pháp phi pháp ác là hơn hết, tất cả thế gian không ai cứu giúp, chỉ có chánh pháp vì thể đương pháp, nếu xa lìa pháp, người ưa phi pháp, đã làm phi pháp lửa khổ cháy mạnh, lìa hẳn cõi trời, nghiệp lành diệt hết, bỗng chốc rơi xuống,
Nghĩ sướng vui kia không có, không thường, gia nghiệp trói buộc. Ai có ăn vui, tham ái càng tăng, dẫn vào nẻo ác, mãi lìa cõi trời. Lúc đó trời đã thích, thì các chúng trời được trong thế phước đất rất đáng kinh sợ, đều nói kệ tụng. Làm lành sướng vui, trời được báo lành, nhân của trời người trước kia làm lành. Mặt trời trên không, chiếu sáng thế gian, không có hai phần ánh sáng trí tuệ, chiếu soi tối tâm cũng lại như vậy. Không có hai loại muốn đến cung trời, hành hạnh xót thương, thương khắp quần sinh. Là mẹ sinh ra, cậy nhờ lành này, người sinh cõi trời lại nữa tâm bi. Nhiều ít lợi vui, tất cả hữu tình, được trời ưa thích. Người bi luôn tốt tất cả chúng sinh, các bậc hiền thánh khắp đều quy mạng. Lại nữa hạnh bi như trăng trong mát, trừ phiền não kia, trừ lửa khổ nóng. Vì thế tâm bi là gốc sướng vui. Tất cả tâm dục, nghiệp chủ trời người, đối với sắc thân, hương vị xuất phát, không đủ phan chuyên, tỳ kheo quán sát. Nói kệ tụng rằng, thế như kiếp hoại, lửa mặt trời làm, sông ngòi biển cả, đều khô cạn hết. Các nhãn thức căn vinh vào sắc cảnh, trải qua câu chi trăm ngàn vạn kiếp. Biển dục tham si không khô cạn được, tâm tham của người còn hơn thế nữa. Nhân của tán loạn sinh tất cả ác, chớ hành tán loạn. Tán loạn người lỗi, che lý chân như. Nếu hành tán loạn chẳng tạo điều lành, mà người lìa lành dẫn xuống tam đồ, lìa mọi điều vui chẳng sinh cõi trời. Mạng luôn sinh diệt là căn phiền loạn, ý biết thông suốt khổ là hơn hết. Nếu căn trước cảnh không rõ luân hồi, nhất định dính mắc. Như hoa trong không, như thành kiền tác, như bọt trên nước, như đống bọt nước. Mê đống bọt kia làm các ngọa cụ, mê giả tạo ấy là tự mình làm. Trời rộng dược xoa và A-tu-la, các ca lỗ hoa hư huyễn cũng vậy. Ai cứu vô thường, nếu cứu tạo tội, không sớm biết sợ các chết cực ác. Mau đến bức hại, thế nên làm lành, sao không phiền não. Ta hiểu các ông, chớ có buông thả, là sân ái ấy bị cảnh lôi kéo. Cảnh rõ hữu tình như gông cùm tù, là nhân địa ngục quyết lìa giải thoát. Chớ cho không thật, không ông phải xa lìa. Pháp chân thật này, Thế Tôn đã nói, lắng nghe phụng hành được lợi vô tận. Lúc bấy giờ trong khoảnh khắc, trời đã thích cùng các chốn trời, thấy hình ảnh Đức Phật, bèn khởi tâm tôn trọng, đã mặc định lễ và nói kệ tụng. Đức Phật Thế Tôn, bậc chánh biến tri, hiện ra cứu độ, mở đường giải thoát. Nếu người quy lễ, giải thoát luân hồi, tâm lành được hơn, ưa thích lành này. Trong sạch không nhơ, Phật nói pháp này, thành đạo Niết Bàn. Nói để người ấy được sức không sợ, hưởng vui vắng lặng, trụ địa chân không, qua biển luân hồi, độ nạn ba cõi, mở mắt trí tuệ. Phóng quang tối thắng, thấy khắp thế gian, chẳng như cây đất. Loài phàm ngu phu không thấy ánh sáng, du hành vọng cảnh. Nếu người tham dơ, tâm không trong sạch, miệng đầy những độc, lại dùng nước trí, rửa sạch liền nhiễm. Tất cả ngoại đạo chấp ngã không biết, lý chân thật đó mà không thể thấy. Nói đó không sạch vì ông giả nói. Phật tại nhân địa, chẳng hành tán loạn, cứu độ các ông. Nên đến bờ giác lại độ người khác, lợi lạc tất cả với thế gian này. Chỉ một Đức Phật không lợi làm lợi, lợi người hơn hết như vậy tạo ác. Đọa địa ngục lớn như vậy làm lành sẽ sinh lên trời. Trời đã thích lại quan sát tiên chúng rồi tiếp tục nói kệ tụng. Ví như phi cầm thuận chiều gió thổi, trời người luân chuyển cũng lại như vậy, đều do cảm nghiệp. Như khổ vui kia tu tụ tập tan mất, tùy nghiệp hơn kém nghĩa đó cũng vậy. Vì thế tạm tác đều thành nhân quả. Mâu Ni đã nói chân như vô biên, chỗ dựa bình đẳng hạt giống nghiệp tập. Tâm tạo tất cả khó mà điều phục, chỉ Phật Như Lai mở bày mới hiểu. Nếu các loại nghiệp từ 1 đến 10, từ 10 đến 100, từ 100 đến ngàn, đến Na Do Tha, vô số hữu tình, bao nhiêu chủng loại bị lưới nghiệp lớn, vẻ đẹp thế gian ví như phi điểu,
Dây trói buộc chân muốn bay lên không, trọn không thể được. Hữu tình cũng vậy, đã tạo các nghiệp, nghiệp ấy trói buộc muốn khỏi luân hồi cũng không thể được. Khi ấy rồi đã thất thế các ác trời, tán loạn cùng nhau vui chơi đùa giỡn đắm say. Trước khi những sướng vui, sẽ thấy chúng trời ấy đã thích liền nói cờ tùng. Năm nhạc múa ca khắp cả cõi trời, nếu không suy nghĩ nhất định bị đọa. Ông tham người nữ tự đánh đắm say không tạm lìa bỏ, ý người bất thường tùy tình tới lui. Người giàu luyến ái thường được của cải, ưa thích dối trá như có cố chấp, khinh bỏ xa lìa. Người đó tham si đuổi theo dục lạc, như nay khát nước tranh giành bóng nắng, để tìm cầu nước mê dục cũng phải giả dối không thật. Các người nữ kia không ân không nghĩa, không thân không sơ, bất luận lớn nhỏ, không kể tầm giỏi, ví như ông tìm người hơn hoa kia. Liền đến hút nhụy, nếu thấy hoa héo, tức liền hỏi đi. Lại nữa, người nữ lừa dối hoặc loạn, như trong mật kia ẩn chứa độc dược. Gây hại như vậy, người có trí kia, tâm phải quyết định với dục vọng này, đều không bị đắm. Người mê thấy vui, tự mình đắm vào, như kiến gặp mùi, như ông giữ mật. Trời rồng quỷ thần, cái ác dạ xoa, vọng tỳ xá già, ma hộ la nga, cùng la sát ta cũng bị mê hoặc. Tánh dục chẳng thật, sinh cảnh giới vọng, ví như pháp giả lừa dối hữu tình, đến khi vô thường bỗng chốc tan mất. Trời đất tốt lành, tất cả rừng cây tốt tươi hoa quả, y hay sinh tử trói buộc các ông, như dây buộc nghé không được tự tại. Thế thú cảnh giới nam nữ quyến thuộc, khi vô thường đến ai người cứu giúp. Nếu người được độ trí tuệ đa văn, nhà của nghiệp lành tâm thích hơn hết, ta nay nên bỏ nam diêm phù đề, khe suối sông biển vườn tược tình đà, thể đều đầy đủ các loại như vậy. Người có như pháp, người không như pháp, luận nghĩa tề học pháp và phi pháp nay ta đều biết. Tâm oán hư vọng làm mê hữu tình, các tỳ kheo kia lại nói kệ tùng. Tâm oán thấp hèn sinh năm căn độc, giết hại chúng sinh như đáng năm đầu. Ôm lòng hối hận các sắc năm cảnh, lòng sông ái lớn không đến bờ kia. Bờ kia vắng lặng, lìa mọi tà vọng, tà kiến không lợi, mê đọa địa ngục. Người tà kiến kia không nhân đếm nhân, bị ác tà kiến ngang che tâm sáng, hiểu lầm nhân quả, bị nạn luân hồi, thân chịu khổ não, nghiệp quả sinh diệt. Thiện ác cũng vậy, nếu thấy chân không liền đến bờ kia, lìa hẳn sinh diệt. Các ông nên biết ngu si mê dục, dục che người mê. Nếu trụ chánh kiến, thanh tịnh tốt lành, giới hạnh luật nghi, xuất thế cõi trời, cầu được không khó. Nếu chấp tà kiến, tu nghiệp tà minh nạn, ta nguyện sống lâu mình chẳng ngu mê, mà lại người mê sở hành tối tâm, đọa luân hồi lớn, tạo thành nhân khổ, tự thúc thúc ép tự tánh như Phật đã nói. Cốt yếu lợi lạc, chánh tánh phản chiếu, căn trần cảnh không, ta tự phá hết phiền não sạch sẽ, khỏi nạn sinh tử, trụ thành niết bàn, là chân giải thoát thế gian các ông. Tất cả hữu tình đắm sâu dục lạc, ta đọc vào tâm bờ kia niết bàn, trọn không thể đến. Giả sử trong kiếp chìm nổi thế gian, như bị không cùng thoát không thể được. Người trí đã nói tài pháp xuất thế, kinh điển tốt nhất, tin nhận phụng hành, chắc được lợi hành tà kiến không nhân. Ngang chấp thấp hèn, lời dạy giả dối, hữu tình mê lầm, luân hồi đọa khắp. Vì sao chúng sinh dối lừa chân pháp, vọng thấy không nhân, chẳng thương chúng sinh, mình đọa, người đọa, đều vào đạo ác. Có loài phi cầm, ta làm mật hạnh ở đường cai ấy vui chơi, hút mật, nói bài kệ tụng. Chúng sinh uống rượu say si mê, yêu mùi nào biết si lôi kéo, khi chết rơi xuống trong đạo ác. Thế nên chú uống rượu vô minh, chạm nhân luân hồi sinh si kiến, phi pháp đều từ thanh ái sinh, nghiệp các trần lao như biển sâu. Như Lai đại trí nói như vậy. Ông biết uống rượu mất danh sắc, tốt xấu không nhân mất như mù, cho đến té nhào không hiểu biết.
giống như cây đá bị người cười. Thường luôn uống rượu, lỗi lầm nhiều, 36 lỗi làm trái ngược. Người trí chính mất là đại án, thế nên xa lìa đừng uống rượu. Hoa ca xả khinh những người kia, trôi nổi không định không trung tính, tham sân tăng trưởng sân tự mãi, bẻ gãy sức này gần cứu hộ. Đời đã thất lại nói cờ tụng, không sân phá sân, nhẫn nhục phá oán, pháp phá phi pháp, sáng pháp tối tâm, thật phá nói dối, định phá hai lưỡi, thiện phá biện ác, quen phá chẳng quen, tư phá sát sinh, thí phá kiếp kiệt, niệm phá chẳng niệm, minh phá vô minh, ngày phá ban đêm, sáng phá bóng tối, suy nghĩ tà dục, phá chân giác trí, nạn nghiệp nào ác, phá tám thánh đạo, bốn trí vô ngại, phá mọi ngu độn, trí phá vô trí, an trụ vắng lặng, phá phan duyên kia, gió phá núi rừng, lửa phá tất cả, biển nuốt sông ngòi, mặt trời phá sao, dầu phá bần cùng, lửa phá lạnh buốt, nước phá khô cạn, ăn phá đói khát, đủ phá không đủ. Thường khen là thương, không khen không thương, nghiệp ác nói dối, phá hoại hữu tình. Khéo nói chân như, phá tuệ hữu vi, như Phật Thế Tôn, hay phá ngoại đạo. Các thế lực trời, phá A-tu-la. Đế Thích bảo rằng, ta hàng phục ông, tất cả thiên chúng, là tại vì sao? Người trụ chánh pháp, oai thế được vậy. Nếu lại luân hồi làm loài tôi tớ ngủ trên nền đất, tất cả ở dưới. Nhưng nếu một lòng phụng hành chánh pháp, như ngồi trên giường, ở trên tất cả, làm mê trí tuệ, thích làm phi pháp, nghiệp quả, tự trời, làm sao không đọa? Bị gió nghiệp thổi, luân chuyển địa ngục, ngạ quỷ bàn sinh, ai thay thế chịu tất cả như vậy? Trời nam, trời nữ, những kẻ ngu mê, tất cả chúng sinh, từ tạo nghiệp ác, bị phá hoại hết, rồi đã thích lại, tiếp tục nói cả tụng. Bây như gió mạnh, thổi mây trên không, tan hợp thất thường, hữu tình luân hồi, tùy nghiệp hợp tan, bất định cũng vậy. Lại như hoa nở, đúng lúc nở ra, nở hết rồi tàn, tùy thời không trụ. Thời gian cũng vậy, quá khứ vị lai, cũng lại không trụ. Người tạo phước lành, được lúc vui chơi, nếu phước vui hết, qua lại chẳng còn, như cây mọc lá, rất là tươi tốt. Nếu gặp mưa đá, rụng rồi không lại. Trời người cũng vậy, hưởng sướng cõi trời, nếu bị luân hồi, không còn sướng vui. Ví như trời mưa, rỗng không không trụ, sướng vui cũng vậy, huyện thể không trụ. Ví như gió mạnh, thổi tan đám mây, sướng vui cũng vậy, thổi tan mạng sống. Ví như cây mục bỏ vào trong lửa, không thể còn nguyên, mê ái cũng vậy. Để trăm ngàn đời rơi xuống địa ngục, chẳng lại trời người hư vọng mê ái, giết khắp tất cả ma diệt hạnh lành, xa lìa trời người bảo vệ giới này. Bảy Phật đã nói, thứ nhất giới định, đời đời nhớ nghĩ, người được nghiệp địa, nhiều kiếp nhớ nghĩ, cha mẹ nghiệp địa, được sinh lên trời. Trời đã lại nói tiếp bài kệ, nếu được sinh cõi người, do đời trước làm lành, nay phụng thờ luật nghi là được sinh lên trời. Sinh làm người khó được như hạt cải đầu kim, nếu tán loạn mê hoặc lại đọa vào địa ngục. Hành ba nghiệp lành rồi, quán xét tâm vắng lặng, phiền não tự tiêu trừ, ác được sinh lên trời. Hàng phục hết phiền não, trong tâm sinh vô thích, thanh tịnh lìa sân si, được sinh lên cõi trời. Đoạn trừ mọi tướng ghét, không sinh nhiều nỗi khổ, làm đủ việc bố thí, được sinh lên cõi trời. Thường dùng tâm từ bi cứ giúp cho muôn loài, như bảo vệ mạng mình, được sinh lên cõi trời. Tâm người làm điều ác, như lửa độc hại vật, ai cầu gì đều giúp được sinh lên cõi trời. Nếu thấy thê thiếp người không sinh tâm xấu xa, xem như mẹ kính yêu, được sinh lên cõi trời. Nếu người xem nói dối, như lửa sinh đầu lưỡi, nói chân thật, cấm giới, được sinh lên cõi trời, không còn nói hai lưỡi. Bản thân được hòa hợp, á ngữ dứt ngang trái, được sinh lên cõi trời. Miệng nói ác vô độ, như dao bén hại người, nói tốt lìa lỗi trước, được sinh lên cõi trời. Nếu theo dập thêm lỗi,
Nói nhiều lời đang sắc như luận lý chân thật được sinh lên cõi trời. Nếu gìn giữ giới này, mẹ Phật đều đã nói, giới pháp tròn không sợ được sinh lên cõi trời. Tất cả các chúng sinh nếu sinh tăng thượng mạng sẽ như gông cùm trói, không được sự giải thoát. Khi có một tỳ kheo nó kệ tụng, nếu bị người nữ trói buộc ấy vẫn người vẫn chấp. Khi thọ báo luân hồi trước nhất chịu quả, nếu bị người nữ trói chẳng phải trói ở cổ, mà buộc tâm hữu tình sinh khổ là thứ nhất. Nữ trói buộc mọi người nhân gian không thể tính, địa ngục quỷ súc sinh đều bị nữ trói hết. Xác lớn trói buộc thân còn thấy được hình lượng, nữ trói tâm chẳng sắc trói nhiều không hình lượng. Nữ trói ý tuy vui sinh mê muội không thoát. Những người bị trói ấy khó ra khỏi luân hồi. Người bị sáu trần trói, sức nữ trói mạnh nhất, các chúng sinh hàng phục trói này là hơn hết. Nếu bị người nữ trói tâm u mê luyến ái, vì thê thiếp quyến thuộc không thể khỏi lao ngục. Bây giờ 1.000 vị thiên tử tất cả đều thấy như vậy, bèn sinh tâm vui mừng, nhảy múa cái khen ngợi vua Đại Đế Thích bằng kệ tụng. Vua Đế Thích đau lợi, che miệng cõi ta bà, hành hạnh lành trời phạm, không đắm mọi thú vui, chánh pháp cứu thế gian, phi pháp khiến đoạn trừ, dùng tâm ấy thất pháp, vui này chưa từng có, trí cao tột hơn hết, lòng lành nói chân thật, pháp sướng vui chẳng thường, trong sạch mà không nhiễm. Đức thế gian có được và đức xuất thế gian, hành từ tài vua trời thấy tất cả không khác, cứu độ người sợ hãi liệt khổ được an vui. Trời người Atula thường giúp đỡ thế gian, cõi trời đa loại này tất cả rừng cây kia các loại thật trang nghiêm, che kính như lòng tơ, đất trải bằng lưu ly, cung điện đủng sắc bóng, hoa sen thường tự nở trang nghiêm rất vừa ý. Nghiệp thân trời người hết, khi kiếp lửa phá hoại, núi tu di cũng mất, không có vật nào còn. Huống nữa chúng cá trời như bọt trên mặt nước, vừa sinh lại biến mất. Vừa mênh mê không hiểu, trời Đế Thích tôn quý, thường phóng ánh sáng ấy, chiếu sáng cho chúng ta, tất cả đều nương nhờ. Lúc bấy giờ, trời Đế Thích nói kệ tụng các núi chúa tu di, ánh sáng màu vàng rồng, thể rõ ràng trong sạch, ví như trăng trong nước. Do ánh sáng vàng này ví như người trì giới, giới sáng suốt không nhơ, 16 phần thiếu một. Tự nghiệp được sinh trời, trang nghiêm mà đầy đủ, nghiệp có cao thấp giữa, cảm quả cũng như vậy, tùy tâm mình giữ giới, xa lìa mọi tán loạn. Trụ ngôi chánh pháp này luôn được sự sống vui, đời sống giới không nhơ, thân có ánh sáng lớn, như ngàn vầng mặt trời, cùng nhau sáng không khác. Phật nói bảy loại giới, nếu vui vẻ thọ giới, người đó là hơn hết, sẽ được quả tốt nhất, tạo tất cả nghiệp lành, nhất định có thân sâu, không hạnh kia không tạo, không nghiệp không phá hoại, vô mê không tinh nhân, không nhân cũng không quả, như tìm cầu trong nước, không hưởng được an vui, tâm tạo tội mê ám, chẳng lành, chẳng an vui, phiền não cùng nhau tăng, thấy họ chưa từng có. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Diệu Pháp, Thánh Niệm Xứ quyển 7,